Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế phát sóng thứ hai ngày 21 tháng 10. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau. Khuyến khích phát triển hợp tác xã ở thành phố Bắc Cạn. Nguy cơ thiếu nguyên liệu củ rong giềng ở Ba Bể. Hiệu quả bước đầu của chương trình OCOP ở Bắc Cạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, có lợi thế về giao thông và thị trường tiêu thụ, thành phố Bắc Cạn đang khuyến khích người dân liên danh, liên kết, xây dựng và phát triển các hợp tác xã, đặc biệt là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên địa bàn thành phố Bắc Cạn hiện có 30 hợp tác xã, trong đó có 21 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Để hoạt động có hiệu quả, thành phố Bắc Cạn đã thường xuyên theo dõi và hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận những chính sách ưu đãi trong sản xuất, mở rộng quy mô theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường. Ngoài ra, phòng chuyên môn của thành phố cũng trực tiếp hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Đến nay đã có 2 hợp tác xã được vay vốn ưu đãi với số tiền 1,3 tỷ đồng. Một hợp tác xã được hỗ trợ chính sách khoa học công nghệ với kinh phí 300 triệu đồng. Một hợp tác xã được hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 8 hợp tác xã được hỗ trợ chính sách nguồn nhân lực trẻ. Ngoài ra, các hợp tác xã cũng được hỗ trợ trực tiếp về khoa học kỹ thuật trong chính sách phát triển sản xuất. Thưa quý vị khán giả, năm 2019, huyện Chợ Đồn được giao chỉ tiêu thu ngân sách là hơn 124 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện mới thu được hơn 50% kế hoạch và cần phải có nhiều giải pháp tăng thu từ nay đến cuối năm. Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Chợ Đồn, tình hình thu ngân sách năm nay là rất khó khăn, đặc biệt là nguồn thu từ khai thác chế biến khoáng sản. Đây là nguồn thu chiếm 2/3 tổng thu ngân sách của huyện với số tiền trên 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này sản xuất kinh doanh không hiệu quả, chậm nộp thuế. Thậm chí có những doanh nghiệp được ấn định thuế như công ty trách nhiệm hữu hạn khai khoáng Bắc Cạn vẫn chưa nộp khoản thuế nào từ đầu năm đến nay. Để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, huyện Chợ Đồn sẽ tăng cường quản lý tốt đối tượng nộp thuế, phí, lệ phí, thực hiện biện pháp chống thất thu, quản lý khai thác có hiệu quả các khoản thu ngân sách phát sinh trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp chiếm dụng hoặc giữ lại số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, hạn chế thấp nhất không để phát sinh nợ đọng thuế mới. Ngoài ra, huyện cũng sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản hoạt động hiệu quả. Thưa quý vị khán giả, tự phát, thiếu quy hoạch và mất giá, năm 2018 hàng trăm tấn rong giềng ở Ba Bể bị bỏ phí. Bài học được mùa mất giá với củ rong tưởng chừng là câu chuyện cũ, vậy nhưng đó vẫn là vòng luẩn quẩn khó chữa xảy ra nhiều năm ở huyện Ba Bể. Sự bất ổn về vùng nguyên liệu và thị trường củ rong, không ít hộ dân và các cơ sở chế biến lao đao vì rong giềng. Năm nay, diện tích cây rong ở Ba Bể giảm mạnh, nguy cơ thiếu nguyên liệu cho các cơ sở chế biến lại là bài toán đặt ra. Đã có thời điểm cây rong giềng là cây trồng chủ lực góp phần giảm nghèo ở thôn Khuẩy Luông, xã Khang Ninh. Riêng vụ rong giềng năm 2018, người dân Khuẩy Luông đã trồng gần 30 hectare. Tuy nhiên năm nay không một hộ dân nào ở đây trồng rong giềng. Theo người dân, ở vụ rong giềng trước, mặc dù thôn Khuẩy Luông đã ký hợp đồng bao tiêu với hợp tác xã Sang Hà thu mua toàn bộ củ rong với giá 1.400 đồng 1 kg. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị này cũng chỉ thu mua được số lượng rất ít với giá từ 700 đến 900 đồng 1 kg. Giá bán thấp và không đủ chi phí thu hoạch, nhiều hộ dân ở đây đã bỏ mặc củ rong ngoài nương rẫy. Không còn niềm tin với cây rong giềng, từ một thôn có phong trào trồng rong giềng mạnh, thì nay họ đã không còn mặn mà và bỏ hẳn loại cây trồng này. Không ai mà trồng nữa rồi, làm gì khác, không giảm nghèo nữa đâu, làm thế là chết ấy. Giá này ế ẩm lắm và trong thôn chả ai làm nữa, chả hộ nào làm nữa. Những khó khăn trong phát triển cây rong giềng ở xã Khang Ninh cũng là vấn đề chung của nhiều địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể. Theo kế hoạch, năm nay huyện Ba Bể sẽ trồng 200 ha rong giềng, giảm gần 1/2 diện tích so với năm 2018. Tuy nhiên, trên thực tế, người dân huyện Ba Bể cũng chỉ trồng được khoảng 100 ha và chưa bằng 1/3 diện tích so với vụ rong giềng trước. Người dân năm nay không mặn mà trong cái việc trồng rong giềng, mặc dù huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp cũng như ủy ban nhân dân các xã thị trấn là tuyên truyền vận động phổ biến cho người dân, cũng họp, cũng giao nhiệm vụ cho các cái xã để triển khai cái việc trồng cây rong giềng. Việc người dân phát triển cây rong giềng một cách tự phát, lúc tăng lúc giảm, rõ ràng là không có lợi cho cả người dân và các doanh nghiệp đầu tư chế biến củ rong. Khi được giá, vụ rong giềng năm 2018, người dân các xã của huyện Ba Bể đã trồng lên đến 380 ha, tăng hơn 100 ha so với vụ rong năm 2017. Thế nhưng,
Đến năm 2019, cây rong giềng ở Ba Bể lại sụt giảm sâu. Sự thất thường về vùng nguyên liệu như thế này đang làm cho nhiều cơ sở sản xuất miến rong ở Ba Bể lâm vào thế bí. Để giảm về cái vùng nguyên liệu sâu xuống so với năm thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là các cái đơn vị chế biến là không chủ động về vùng nguyên liệu, và cái hai là không duy trì được cái nguồn nguyên liệu để cho công nhân sản xuất quanh năm, cả một năm nối với vụ 2020 tiếp theo của năm ấy, là cái nhìn thấy trước mắt là sẽ xảy ra. Sau một năm mất giá với diện tích sụt giảm như hiện nay, rất có thể củ rong giềng ở Ba Bể năm nay lại được bán với giá cao. Cứ như vậy, khi được giá cao có thể năm tiếp theo lại mất giá. Trên thực tế, vòng luẩn quẩn như thế này vẫn là câu chuyện lặp lại trong nhiều năm qua. Bài toán phát triển vùng nguyên liệu gắn với việc chế biến bao tiêu củ rong một cách bền vững vẫn là vấn đề cần đặt ra hiện nay. Sau Quảng Ninh, Bắc Cạn là tỉnh thứ hai trong cả nước thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, hay còn được gọi là OCOP. Mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn về nguồn lực, tuy nhiên với lợi thế tiềm năng của các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng, sau hơn 3 năm triển khai, chương trình OCOP ở Bắc Cạn đang dần minh chứng đây là mô hình bước đi phù hợp cho phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống của người nông dân. Khởi nghiệp trồng nấm từ năm 2016, thế nhưng phải đến năm 2018, chị Lương Thị Giang ở thôn Nà Ngịu, xã Quân Bình, huyện Bạch Thông mới chính thức thành lập hợp tác xã và thực hiện mô hình theo hướng mỗi xã phường một sản phẩm. Như nhiều mô hình khởi nghiệp khác, ban đầu chị Giang cũng gặp không ít khó khăn trong tiêu thụ quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên, bằng cách làm chuyên nghiệp, chất lượng, những sản phẩm từ nấm của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang đã từng bước khẳng định vị trí trên thị trường. Từ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay hợp tác xã đã có xưởng sản xuất rộng gần 700m² và nhà nuôi trồng rộng 1.300m². Với quy mô như thế này, một ngày hợp tác xã sản xuất được 200kg nấm tươi. Ngoài ra, hợp tác xã cũng chú trọng sản xuất bịch phôi nấm để cung cấp ra thị trường. Với cách làm này, năm 2019, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang phấn đấu doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng. Theo chị Lương Thị Giang, năm 2018, sản phẩm nấm sò tươi đóng gói của hợp tác xã đã được công nhận là sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Đây cũng sẽ là cơ hội để hợp tác xã khắc phục khó khăn, tiếp tục phát triển thương hiệu của mình. Về phần hợp tác xã thì tôi thấy là khó khăn nhất vẫn là sự phối kết hợp giữa các thành viên về cái khâu tổ chức sản xuất. Cái ý thức làm việc tập thể là cũng chưa được nâng cao. Và cái năng lực sản xuất và cái sự hiểu biết cũng như về quy trình công nghệ là cũng chưa được đảm bảo. Cái quan trọng nhất vẫn là cái nguồn vốn đầu tư, và để mà sản xuất theo chuỗi như vậy thì cũng phải có một cái nguồn tài chính nhất định thì mới có thể làm được. Tính cấp thiết trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi phương thức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tăng thu nhập cho người nông dân là một thực tế. Tuy nhiên, với điểm xuất phát thấp, kinh tế nhỏ lẻ, phân tán, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ nên đã và đang gây rất nhiều khó khăn cho người nông dân. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay đó là phải xây dựng được các mô hình kinh tế theo hướng liên doanh liên kết, tạo ra những sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Và chương trình mỗi xã phường một sản phẩm là một cách làm đang được chú trọng tại Bắc Cạn. Đây là chương trình được triển khai từ năm 2016, nhưng chỉ thực sự phát triển mạnh từ năm 2018, sau khi đề án mỗi xã phường một sản phẩm của tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2018-2020 được thông qua. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đã xác định được khoảng 130 sản phẩm có ưu thế, trong đó năm 2018 đã có 37 sản phẩm được phân hạng 3 sao và 4 sao. Thì do đặc thù của tỉnh Bắc Cạn là chủ yếu sản xuất nông nghiệp, và có rất nhiều cái nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp đa ngành nghề. Thế vì vậy mà có rất nhiều cái sản phẩm có thể phát triển thành sản phẩm OCOP ở các cái quy mô khác nhau. Có thể là những cái sản phẩm phát triển thành sản phẩm OCOP ở quy mô khá lớn, có thể phục vụ cho cái thị trường ngoài tỉnh hoặc trong cả nước. Nhưng cũng có những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc sản, phục vụ trong một cái quy mô nhỏ và một cái phân khúc khách hàng nhỏ, có cái giá trị lớn.
thì đấy là cái tiềm năng mà có khả năng phát triển được. Và hiện nay thì cũng còn hàng trăm sản phẩm mà có khả năng để phát triển thành sản phẩm OCOP. Trên thực tế, mô hình mỗi xã phường một sản phẩm đã được xây dựng thành công ở những quốc gia phát triển. Để thực hiện thành công mô hình này, một yêu cầu quan trọng đó là phải thành lập được các hợp tác xã. Từ đây, hợp tác xã sẽ là cầu nối, liên kết để sản phẩm của người nông dân làm ra đạt được kết quả cao nhất. Tùy theo đặc trưng lợi thế của mỗi địa phương, các hợp tác xã lựa chọn những sản phẩm chiến lược khác nhau. Tuy nhiên, các hợp tác xã phải có sự liên kết trong sản xuất theo hướng tăng giá trị, có sự tham gia của cộng đồng dân cư tại địa phương. Để thực hiện tốt mô hình mỗi xã phường một sản phẩm, cần sản xuất theo hướng tập trung, có sự liên kết bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, hộ nông dân, xã viên và hợp tác xã. Thì trong cái thời gian tới thì ngành sẽ cùng phối hợp với lại các địa phương sẽ tuyên truyền khuyến cáo người dân liên kết lại để sản xuất theo cái mô hình tổ hợp tác hoặc là hợp tác xã để mà có cái đầu mối để tiếp nhận những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua hợp tác xã đó. Thông qua đó thì tạo ra những cái sản phẩm nó đồng đều về chất lượng, về mẫu mã. Đồng thời là thông qua cái tổ hợp tác là cái đầu mối để kết nối, ký kết với lại các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp người ta thu mua cũng như là hệ thống các cái siêu thị, cái thương mại để mà đưa cái sản phẩm vào thị trường. Đồng thời là cũng từng bước hoàn thiện các sản phẩm sản xuất theo quy trình để được cấp cái chứng nhận an toàn thực phẩm, rồi hoàn thiện về cái bao bì, nhãn mác, rồi tem truy xuất nguồn gốc để cái sản phẩm đủ cái điều kiện đưa vào các cái siêu thị, các cái trung tâm thương mại lớn. Như làn gió mới, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ở Bắc Cạn đang mở ra cơ hội lớn để người nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Trong đó, họ chính là chủ thể quyết định hiệu quả của chuỗi sản xuất, đảm bảo sự bền vững trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thưa quý vị khán giả, từ đầu năm đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các sản phẩm huy động, thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu tư phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Bắc Cạn, tổng huy động vốn đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ cấp tín dụng cũng đạt trên 8.700 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu được khống chế với số nợ là 101 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt hiệu quả cao nhất với số tiền là hơn 2.700 tỷ đồng, chiếm gần 41% tổng dư nợ. Ngoài ra, các ngân hàng cũng tích cực giải ngân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cho vay đối tượng chính sách. Thưa quý vị khán giả, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn đã tích cực phối hợp với các xã thị trấn và các hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt chỉ tiêu tín dụng, qua đó giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Chợ Đồn đạt hơn 287 tỷ đồng, tăng gần 15 tỷ đồng so với cuối năm 2018 và đạt tốc độ là 5,2%. Huy động vốn trên địa bàn cũng đạt hơn 26 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã cho hơn 2.000 lượt hộ được vay vốn với số tiền gần 82 tỷ đồng. Trong đó tập trung giải ngân một số chương trình cho vay như hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm. Tạp chí Kinh tế tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.